Xin chào các bạn. Ở video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để các bạn có thể tải và cài đặt được phần mềm Skype cho máy tính của các bạn. Thì phần mềm Skype là một phần mềm chat, gọi điện, nhắn tin miễn phí. Thì để tải được phần mềm này, các bạn hãy mở trình duyệt lên giúp mình. Các bạn gõ từ khóa vào ô tìm kiếm này, Skype ha. Các bạn nhấn Enter. Các bạn tích vào cái link đầu tiên này, skype.com này. Rồi các bạn hãy qua cái phần download cho mình. Các bạn tích vào Get Skype for Windows ha. Phần mềm khá nhẹ. Dung lượng của nó là 66,9 MB. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy tích chuột vào cái file setup này để cài đặt ha. Rồi đây các bạn hãy chọn run cho mình. Các bạn chọn in tắt. Rồi các bạn hãy tích vào Let's Go ha. Ở đây là nó sẽ cho các bạn đăng nhập hoặc là tạo tài khoản mới này. Các bạn tích vào đây ha. Thì ở đây nếu mà bạn nào đã có tài khoản rồi á, thì các bạn hãy đăng nhập tài khoản vào đây ha. Như mình sẽ làm mẫu ở đây cho những bạn mà chưa có tài khoản ha. Thì các bạn hãy tích vào đây để tạo tài khoản khác ha. Thì có hai lựa chọn, một là các bạn có thể tạo tài khoản bằng số điện thoại của các bạn, hai là các bạn tạo tài khoản bằng email, Gmail ha. Như đây mình sẽ tạo bằng số điện thoại nhé, còn bạn nào mà tạo bằng email thì các bạn hãy tích trong phía dưới này ha. Rồi mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào ha. Rồi sau đó các bạn tích vào Next ha. Rồi tiếp theo các bạn hãy nhập cái mật khẩu cho cái tài khoản Skype của các bạn ha. Rồi tiếp theo các bạn hãy nhấn vào Next ha. Rồi ở đây mình sẽ điền tên của mình nhé. Rồi các bạn hãy tích vào Next. Ở đây thì Skype sẽ gửi đến số điện thoại của các bạn một cái mã ha. Các bạn hãy nhập cái mã đó vào. Tiếp theo các bạn nhấn Next ha. Ở đây thì các bạn cũng có thể lựa chọn cái hình đại diện của các bạn ha. Thì các bạn nhấn vào Upload Photo. Hoặc là các bạn muốn để sau thì các bạn nhấn vào Continue hoặc là Skip ha. Như đây mình sẽ upload một cái hình lên luôn nhé. Mình sẽ tích vào upload này. Rồi. Hình ảnh đâu? Desktop. Đây mình chọn đại một cái hình nha các bạn. Mình nhấn Open này. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy nhấn vào Continue ha. Alo. 1, 2, 3. Thì đây các bạn sẽ thấy này, ở cái giao diện này nó sẽ cho các bạn tách audio ha, tách mic của các bạn này. Đây chính là tín hiệu khi các bạn nói này. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy nhấn vào Continue. Đây nó bảo tách camera, nhưng mà hiện tại mình không có gắn camera ha, nên mình sẽ bỏ qua cái bước này. Rồi mình nhấn Continue ha. Rồi nhấn OK. Thì đây chính là giao diện của phần mềm Skype. Các bạn có thể tích vào đây để mà tìm kiếm những cái tài khoản, những cái nick của bạn bè các bạn ha. Các bạn thêm vô. Thì như vậy là mình đã mới chia sẻ với các bạn xong cách để các bạn có thể tải và cài đặt được cái phần mềm Skype ở trên máy tính của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những video tiếp theo. Xin chào các bạn.